trôi qua bao nhiêu kỷ niệm khó quên, những năm tháng tươi đẹp giờ chia tay đã đến. Những vu vơ đem gửi lại trong giấc mơ, biết đâu lỡ mai này còn ai đang đợi chờ. Mặc dù nhớ rồi làm ngơ, nhưng trong lòng vẫn hằng mong bên nhau xuân hạ thu đông. Tạm biệt nhé, goodbye. Lần này thôi được không, để mai mình sẽ nhớ. Bạn của tôi ơi, hãy giữ mãi trong tim ký ức này, để mai này lớn có cái để kể cho đàn con. Ta đã từng sống, trưởng thành hơn. Một tuổi trẻ nhớ lại ta sẽ mỉm cười, chào nhau lần cuối, nước mắt cứ rơi không kịp nên lời. Giọt thương lời nhớ men theo tiếng hát sâu vào tim. Này bạn thân hỡi, hãy nhớ rằng có tôi luôn bên cạnh. Biết đâu trên đường đời mai gặp lại nhau. Mình hát hơi phô cũng chẳng xa, ước muốn sẽ mãi vô tư, chỉ tôi và bạn bên nhau. Thanh xuân này ta có nhau thật nhiệm màu. Mặc dù nhớ rồi làm ngỡ, nhưng trong lòng vẫn hằng mong bên nhau xuân hạ thu đông. Tạm biệt nhé, thôi được khóc để mai mình sẽ nhớ. Bạn của tôi ơi, hãy giữ mãi trong tim ký ức này, để mai này lớn có cái để kể cho đàn con. Ta đã từng sống, từng mơ, từng cố gắng để trưởng thành hơn. Một tuổi trẻ nhớ lại ta sẽ mỉm cười, chào nhau lần cuối, nước mắt cứ rơi không kìm nén lời. Giọt thương lời nhớ men theo tiếng hát sâu vào tim. Này bạn thân hỡi, hãy nhớ rằng có tôi luôn bên cạnh. Biết đâu trên đường đời mai gặp lại nhau. La 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 la. Xin hoan chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình Gương mặt thân quen phiên bản song ca năm 2022. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã đi đến những chặng cuối của chương trình và các cặp thí sinh của chúng tôi cũng đã đem đến rất là nhiều những màn hóa thân vô cùng thú vị và không thiếu tính bất ngờ. Tuy nhiên thì cũng đã có những cái tuần thi mà các cặp thí sinh của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn khi hóa thân thành nhân vật.
Sự thay đổi trong format chương trình đã hoán đổi vị trí của các huấn luyện viên và các thí sinh nhí. Chúng ta hãy cùng đón xem rằng ở trong tuần này, sự hợp tác này sẽ đem đến những màn trình diễn vô cùng bùng nổ hay là sẽ đem đến những thử thách vô cùng khó cho các đội chơi. Chúng ta hãy cùng chờ đón ở phần sau của Gương Mặt Thân Quen. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón lên sân khấu sự góp mặt của bộ ba ban giám khảo quyền lực. Và ngay bây giờ xin mời giám khảo, MC, diễn viên Đại Nghĩa và nữ ca sĩ Hòa Minzy. Xin chào, chào anh Đại Nghĩa thân mến. Em thấy là tuần này anh Nghĩa vô cùng là cháy với cả một quả đầu rất là mới. Không biết anh có thể chia sẻ thêm về cái thay đổi style này của mình được không anh? Em chia sẻ cho. Ok. Mời em. Quả đầu này của anh Nghĩa không có cháy lắm nha mọi người. Đây là quả đầu nhuộm dở. Đang nhuộm mà hết thời gian phải lên quay. Cái là chương trình gọi anh Nghĩa ra là cái đầu nó mới có màu này. Chuyện bếp núc ơi, cái chuyện đó anh em mình sẽ nói với nhau sau nhé. Thì bây giờ em nhìn đi, không gian xung quanh của chúng ta, cái tông màu chủ đạo của sân khấu mình là màu gì? Màu đỏ, đúng không? Hòa Minzy, hôm nay màu gì? Màu đỏ, quần của anh Nghĩa. Màu đỏ, vì thế cái đầu của anh phải màu vàng. Nó nổi bật trên cái nền đỏ đấy, đầu anh không? Màu xanh, màu tím, màu hồng, mà sao lại phải là màu vàng? Bởi vì anh nhuộm dở, anh chưa có nhuộm xám. Quan trọng là tập này chuẩn bị mời lên sân khấu một cái người mà gọi là kỹ năng nhuộm tóc hay là thay đổi kiểu tóc hay là màu tóc xanh đỏ tím vàng, tất cả các loại màu là cực kỳ kinh nghiệm luôn. Vâng, và thưa quý vị, ngay lúc này mời lên sân khấu nữ giám khảo diễn viên Khả Như. Và đầu tiên cho Khả Như gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem đài cũng như là quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Chị Khả Như thân mến, chắc hẳn là đến một cái chương trình mà lần đầu tiên ngồi trên ghế nóng, cảm xúc trong chị rất nhiều đúng không? Nhưng em sẽ không hỏi về cái cảm xúc đó. Dạ, em sẽ hỏi về cái việc là ngày hôm nay chị thấy đầu mới của anh Nghĩa như thế nào? Em ơi, chị nghĩ là trong cuộc đời mà ai cũng sẽ có những cái lần mà chúng ta thay đổi bản thân. Đúng rồi, nhưng mà mình thay đổi ngay ngày quay thì nó hơi mệt. Em nói trong cuộc đời mình ai cũng có những lúc thay đổi. Anh tưởng anh giống như là cái người phạm cái tội lỗi gì ghê gớm lắm. Thay đổi cuộc đời của anh mình ơi. Này kia. Trong khi anh chỉ thay đổi cái màu tóc chút xíu thôi. Em cũng 1000 lần em thay đổi màu tóc rồi. Sao em không nói? Em nói anh thay đổi cuộc đời chứ em đâu có nói anh làm lại cuộc đời đâu. Cái thái độ của em á, cái thái độ làm cho anh cảm giác cái trò đất ơi mình đang ăn năn một cái chuyện gì đó. Thái độ bình thường lắm. Nhuộm cái màu tóc xong rồi thay đổi cuộc đời nó cũng nặng nề quá anh ha. Thì đó, mà anh có làm gì nặng nề đâu Long, anh có làm gì quá đáng đâu đúng không? Tự nhiên giờ hai đem xỉa sói anh quá. Xỉa sói anh quá. Dạ đúng rồi. Em đã nói cái tông giọng nó cao thì là đang là bình thường. Đúng rồi. Không, em cũng nghe anh chị trong nghề đồ là chị Khả Như nhiều khi mà đi làm việc này kia khó giữ được cái cảm xúc của mình anh. Cơn giận dễ bị trào ra ngoài em, lắm em. Cái lòng này nè để chốt chị đó. Chương trình phải sắm thêm một cái ổ khóa nữa. Ổ khóa dạng năng. Để khóa em lại trong đó nghe. Đó, bây giờ nè, trở lại với chương trình chính của mình đi. Đúng. Có coi qua tập nào mấy bé nó tham gia chưa? Có chứ anh, đó. Có chứ. Mình phải coi, mình mới biết là hành trình của các bé đi như thế nào. Cái sự hóa thân của các bé ra sao. Thật ra khi mà em đến chương trình này em nghĩ là chắc em sẽ đến đây để nhìn nhận cái sự biến hóa của các bé. Chứ về giọng hát thì có Hòa Minzy lo rồi. Vâng ạ. Và em sẽ nhìn thấy được cái kỹ năng diễn xuất như thế nào, này nọ, nọ kia đồ. Nhưng mà nè, sắp đi đến tập chung kết rồi. Tức là cái hành trình của chúng ta đã đi gần hết rồi. Vậy thì em có nghĩ rằng là mình cần phải khắt khe hơn một chút hay là mình sẽ dễ dãi hơn với các bé khi mình đang ngồi vị trí ban giám khảo hay không, nhất là giám khảo khách mời? Dạ, với một cái vị trí giám khảo khách mời này mà em khắt khe nữa thì em không có cơ hội quay trở lại chương trình, em nghĩ vậy. Nhưng em nghĩ là mình cứ theo tiêu chí của chương trình cái đã, rồi mà khi mà lên sân khấu em nghĩ nha, bản thân của ai cũng vậy, từ trái tim nó tới trái tim, sự cố gắng nó sẽ chinh phục được tất cả mọi người. Thì em nghĩ là các bé chỉ cần cố gắng, các bé chinh phục được khán giả thì chắc chắn phải chinh phục được em thôi. À, em có nghe đơn giản lắm, để rồi coi ha. Tại vì ai đến đây cũng nghĩ rằng là chắc là đơn giản lắm, các con cứ làm tốt đi thì chinh phục được cô thôi. Mà bây giờ tưởng tượng đi, không phải một bé làm tốt mà sáu bé làm tốt luôn. Lúc đó là cô chóng mặt nghe cô, rối loạn tiền đình nghe cô. Ủa anh Nghĩa anh sao vậy, người ta mời em tới, ví dụ như em làm khách mời thì có gì anh với Hòa Minzy chấm? Không có, phải chấm luôn. Phải chấm cho đàng hoàng đúng không? Thì biết rồi, điểm của chị là điểm quyết định, em và anh Nghĩa sẽ đọc trước. Cho nên là nói trước với em,
để em chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tinh thần. Vậy thôi nha, chúc em may mắn ngày hôm nay. Vô ngồi liền với em, để mình còn coi nữa. Để còn coi nữa đúng không? Cảm ơn Lâm Chun, cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đầu tiên. Dạ, con xin kính chào tất cả mọi người. Trong tuần chính này thì con được bấm chọn thành cô Sia. Cô Sia là một cái người ca sĩ có một cái phong cách biểu diễn rất là đặc biệt luôn. Và kỳ này con quyết định chọn cô Sia với bài Unstoppable. Con nghĩ đây là cái bài mà ít lên cao xíu. À, cái bài này là Unstoppable, con hiểu Sương Sương là không thể nào mà dừng lại được, không có một bất cứ một cái gì mà cản trở lại được thôi. Dạ, con xin kính mời quý vị khán giả cùng xem lại clip góp coi cô Sia như thế nào. Chứ con thấy là con mà con sợ lắm luôn á, con sợ không làm không được. To what is on, I do it till the sun go down. I'm done for the night time. Yeah, oh yeah, I tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on, warn and set the tear. It's never the right time. Yeah, I put my I'm too afraid. I'm unstoppable.
I'm invisible. Yeah, I'm vanilla, single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Vâng, thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn dành cho bé Khả Hân và vũ đoàn DM Dance. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, và đó là bé Khả Hân. Quý vị thân mến, trước khi đến với phần đánh giá của ban giám khảo thì Long Chun có một thông báo quan trọng muốn gửi đến quý vị. Huấn luyện viên Tùng Anh vì lý do sức khỏe sẽ không đồng hành được cùng với các thí sinh của chúng ta trong 3 tập cuối cùng của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn sẽ hỗ trợ và dàn dựng tiết mục cho tất cả các con và cũng vẫn là một phần không thể thiếu của đại gia đình Gương Mặt Thân Quen. Bên cạnh đó, ở 3 tập cuối của chương trình, các bé cũng được tự do lựa chọn hình thức biểu diễn, có thể lựa chọn là diễn một mình hoặc lựa chọn diễn với huấn luyện viên của mình. Đó cũng là lý do tại sao ngày hôm nay mặc dù là một mình ở trên sân khấu nhưng mà bé Khả Hân vẫn rất tỏa sáng, đúng không quý vị? Dạ, con xin cảm ơn chú Long Chun. Thế mà nay nhìn người ta lớn quá ra, không hiểu sao mà không gặp có một tuần lễ thôi mà thấy cao hẳn lên. Ừ, không hiểu sao nữa. Vừa nãy là nhìn bảo lạ thế nhở, bởi vì che đi còn mỗi cái miệng thôi mà nhìn thấy cái phần mũi này này, và sao mà nhìn lạ thế mà không nhận ra Khả Hân luôn. Cái lúc Khả Hân bỏ cái tóc lên là cô Hòa mới nhận ra Khả Hân mà. Mà ngày hôm nay vừa thấy người ta cao hơn này, xong người ta che luôn cả nửa cái mặt, cô Hòa không có nhận ra, bây giờ mới nhận ra. Còn về giọng hát ngày hôm nay con giả rất là giống. Cô Hòa nghe là con thực sự đã tập luyện rất là chăm chỉ, bởi vì là cô Sia này, cái giọng của cô là cô hay ém xuống bên trong. Ừ, mà cô rất là hờ hững ở cái miệng khi mà cô ấy hát. Thế cho nên là ngày hôm nay thấy Khả Hân hát, đặc biệt là cái lúc mà lên cao hơn, giống kinh khủng luôn. Trời ơi, chúc mừng Khả Hân nha. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ con muốn nghe nhận xét từ chú Nghĩa hay là từ cô Khả Như? Dạ, nói chung là ai nhận xét con cũng được, chỉ là sớm hay muộn thôi ạ. Trời ơi. Sớm hay muộn thôi. Bà cao lên có chút xíu thôi mà bà già đi hết bao nhiêu năm luôn. Thì bây giờ người ta đang đứng nói chuyện với thân phận là Sia mà. Thế thì ngày hôm nay thì cô Khả Như đến sớm nhất, thì thôi chú mời cô Khả Như là ở trong vai trò sớm nha con. Vâng ạ, mời giám khảo Khả Như ạ. Khi mà con bước ra sân khấu, cô bị lo á, tại vì tóc tai che hết rồi, không biết nó có bị phân tâm không, thực sự rất là khó. Giống như Hòa, khi mà mình hát mà mình bị cái gì nó che cái mặt mình á, đúng rồi, rất là khó chịu. Không có rồi em, khi mà che như vậy tức là mình không nhìn thấy khán giả và lúc đó mình sẽ tập trung hơn. Sợ nó ngứa. Ngứa hả? Nó ngứa, nó mất tập trung lắm, có ngứa không con? Thì đó, quan trọng là cái ekip hóa trang á, cắt cái mái tóc á là trên cái lỗ mũi hay dưới cái lỗ mũi hay ngay giữa cái lỗ mũi? Ngay giữa không con? Dạ, nghĩa là vẫn là để cái tóc xuống đây nhưng mà không có bị thọc vô lỗ mũi để con khó thở. Đúng rồi, chứ đang hát mà nó quấn vô trong lỗ mũi là không thở được. Với cái cô Sia thì đó là cái sự lựa chọn của cô ấy. Và cô ấy đã làm như thế suốt bao nhiêu năm nay, nó đã trở thành một cái thói quen. Thói quen. Còn bây giờ bé Khả Hân của chúng ta chỉ có một tuần để tập làm quen với cái việc mà hát một cái mái tóc nó đung đưa nó xào xạc trước mặt. Anh ơi, có khi là cái việc mà đội tóc này là mới hôm nay mới đội ý chứ. Đúng rồi. Còn bình thường là không có được tập với tóc phải không con? Mà đã làm tốt như vậy rồi, xuất sắc luôn. Cho nên hôm nay là một cái thử thách rất là khó khi mà Khả Hân hóa thân thành cô Sia. Con có nhớ là một lần trong một cái chương trình của chúng ta, chú Nghĩa đã từng nói với một bạn, khi chúng ta chỉ đứng yên một chỗ và hát thì nó sẽ có hai cái thứ nhất là mình sẽ không có chiêu trò gì xung quanh để phân tán đi cái sự tập trung của ban giám khảo. Cái thứ hai là nếu như vậy không thôi thì giám khảo chỉ tập trung vào giọng hát của mình. Nó sẽ là một cái lợi thế, vẫn là một cái bất lợi. Nếu như con hát giống thì giám khảo sẽ tuyệt vời, khán giả sẽ khen con. Nhưng nếu như mà khán giả tập trung như vậy, giám khảo tập trung như vậy mà con hát không giống thì đó sẽ là một cái điểm trừ. Nhưng mà ngày hôm nay như con thấy đó, hai cô hai bên, một người có chuyên môn về âm nhạc, một người có chuyên môn về diễn xuất, đã nhận xét không phải chỉ bên ngoài của con không thôi, mà kể cả giọng hát của con cũng làm rất giống. Cái giọng đây là một cái giọng đầy nội lực của cô Sia. Và khi chúng ta không mở khẩu hình mà chúng ta vẫn giữ được cái sự mạnh mẽ, khàn, đặc trưng và cái nội lực trong giọng hát như vậy là chuyện không dễ. Anh không mở khẩu hình mà anh hát giọng khàn khàn. Khó lắm em ơi, đây nè, ví dụ rồi nè ha. Nói như vậy nè. Người vừa thằng đó.
có bài gì mà nó trẻ trung hơn được không Như? À mà 60 năm cuộc đời thí dụ. Không, cái bài đó chương trình có nó không hợp. À bây giờ anh hát bài Kìa con bướm vàng mà giọng trầm đi. Kìa con bướm vàng. Kìa con bướm vàng. Bà phụ thủy tính đi, bà phụ thủy. Thấy không, khó lắm chứ mới dễ đâu. Nghe như bà phù thủy sắp bắt con bướm tên ơi. Bắt em á Như, bắt em dục qua sau cái ghế này nè. Quá sợ luôn á. Em vừa mới trời lên, anh nắm, anh dục xuống tiếp. Đã cái mặt nó không có thiện rồi mà còn hả hát cái giọng. Bởi mới nói, tức là để không mở khẩu hình mà hát được cái giọng nó đầy nội lực mà nó phải hay. Dạ. Nó khó, chứ còn hát cái kiểu giống như anh thì nó ra giai phù thủy. Đúng rồi, đúng không? Cho nên một tràng vỗ tay dành cho Khá Hân. Dạ. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chuẩn bị để xem tiết mục tiếp theo sẽ đem đến cho chúng ta bất ngờ gì. Bây giờ Khả Hân về chỗ của con nha. Quý vị thân mến, và trước khi đến với màn hóa thân tiếp theo, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Gương mặt thân quen phiên bản song ca năm 2022. Quý vị thân mến, chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam, được sử dụng ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa kết hợp với cách nói ví von, giàu tính, tự sự và trữ tình. Ở tuần này thì bé Sĩ Luân đã bấm được một cái nhân vật mà theo cá nhân Long Chun là rất khó để hóa thân, đó là nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh. Và chúng ta hãy cùng xem trong cả một tuần vừa rồi thì bé Sĩ Luân đã phải chuẩn bị như thế nào và sẽ đem đến cho chúng ta những bất ngờ gì quý vị nhé. Xin mời quý vị. Sao cô Bình lâu đến thế nhở? À, chào, chào cô Bình. Trời ơi, con đợi xinh cô quá. Có lâu không vậy? Con không biết cô đi từ đâu đến luôn á. Cô hả? Cô từ bên phòng của Nam Phong qua đây. À. Thật ra để cô chia tay Nam Phong. Tạm biệt con, cô phải đi đây. Cô phải đi tập với Sĩ Luân thôi. Sĩ Luân đang chờ cô. Cô qua đây với con với một trách nhiệm cao cả. Kính thưa quý vị, team mới của chúng em tên là Binchilin. Ngày hôm nay team Binchilin hội ngộ tại đây để cùng nhau hóa thân thành nhân vật nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh. Lúc đầu con bấm ngờ nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh ấy. Con cứng người thế này. Con bấm xong rồi cái tay con để như này. Con không á. Cô cũng cứng người thiệt em nha. Cứng người thật luôn á. Cô cứng người, cứng ngắc luôn. Thiệt sự. Đây là lần đầu con hát chèo. Mà đây không phải là chèo bình thường mà còn chèo tuồng nữa cơ. Mà trong tiết mục đây còn có cả trống nữa. Nên là rất là khó. Thực sự là đây là lần thứ hai mà mình lần thứ hai mà mình nhận được nhân vật là chú Xuân Hinh. Có duyên hả? Thực sự đúng là một cái duyên đấy. Cô thật sự là cô cũng rất bất ngờ khi mà cô giáo với con rồi nhưng mà lại bấm chọn vào nhân vật của chú Xuân Hinh thì thực sự là trời cứng người thật nha. Thực sự đây là một cái nhân vật cực kỳ khó chứ không phải là để mà nó mà dễ. Với tiết mục lần này bọn con hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh thì con nghĩ là con sẽ chọn một bài nào đó nó vừa chèo vừa hài vừa tấu. Con nghĩ là tiết mục Phù Thủy Sợ Ma. Cô á thì cô cực kỳ rất là thích cái tiết mục đấy tại vì là nó có một chút hài hước mà cực kỳ dễ thương luôn và cực kỳ phù hợp với con nữa. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị khán giả hãy cùng xem lại clip gốc nhé. Hời hời chớ tương ta ơi, ngày hôm nay mực rời ở đâu kéo đến, còn cao nghẹn nghẹn là tướng vịt le, chân thấp lè tè là tướng bồ câu vặt. Xuống ảo con bò này hốc bơ ra bò
lột thầy mới về đây. Anh của nhà này phụ hộ cho nhà khác à. Ê, sao lại phụ hộ nhà khác thế hả thầy? Thánh tước nhà em nó chỉ có như thế chứ mà liền. Anh ơi, bà con ơi. Sao? Ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Ê, không xưng danh thì ai biết là ai nào? Thế trong kênh càng dù gì như thế này mà không biết là ai? Biết thế nào được? Chính là tôi, là ông thầy. Thầy gì? Bồ Thủy. Phù Thủy. Bồ. 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 Phù đấy. Đánh nhau nhau. Ôi, hay làm thầy đánh nhau bao giờ? Tôi là cái tưởng trẻ đang trâu nó trêu ấy chứ. Bà con ơi. Sao? Giúp em chống phách để em kiếm đám nhé. Thế thầy Châu Văn bà Thượng à? Cao quá ngã chết. Thôi thì bà thoải vậy. Ấy điện của em thờ là thờ bà chúa con của con mời tâu lại bà nương nương ở nương nương ở. Bà rằng bà chúa của là con của thì chân kia là ngài con mày ông rằng một cái mày và hai cái còng. Tâu ác lại bà của tâu ác lại bà cái tâu ác lại bà già. Bà rằng bà chẳng có nghề là nghề văn thì đầu đuôi là đuôi có thế là rằng là tăng tiền xuân thì xuân khỏi chữ. Tới nhà tín chủ đây rồi. Ơi nhà gì mà nó lại cứ thẳng như chuồn ốc nhỉ? Ê, xoáy như chuồn ốc chứ thầy. Bà con ơi. Sao? Nhờ bà con chống phách để em làm đám mất ma nhá. À rồi. Đủ lễ rồi đấy. Sao mà thánh lấy của thế nhở? Ê, thầy đánh vào tay lại bảo là thánh của. Nhà chú Tín. Tín chủ chứ thầy. Chú Tín với Tín chủ tiếng thế. Ê, thầy nói lái thế bao giờ? Nhà Tín chủ chỉ thành nhất tầm lễ tất ra. Sao chưa lễ đã tất thế hả thầy? Bảo có bao lễ thì bày tắt dây này. Ai ăn mất đi đâu mà. Thôi thầy cúng đi cho. Răng nghe răng ngà răng ngà răng nhẹ. Sao mà lắm răng thế hả thầy? Xem có cái răng nào tốt tốt đi.
lời cho mẹ đi làm chuối dao bổ dâu. Nha hề hề ha ơi. Quái gì ấy nhở? Đang cung bái con cái nhà ai lại ném đất đem đá vào mồm. Thầy ơi, bụi trần nhà rơi đấy. Bụi trên trần nhà rơi xuống à? Phải rồi. Bà con ơi. Sao? Cô thấy mà nó ra thì mẹ mách giùm em ấy nhá. Thế là thầy sợ mà. Sợ quái. Hay là run? Run quái. Hay là rét? Rét làm sao mà phải rét. Thế này làm sao? Em không có ôm ấp. Em cứ thấy nó buốt từ trong ruột buốt ra. Ê, sợ quá đây rồi còn gì. Ma ra rồi. Ma ra rồi. Thầy ơi, thầy ơi, bắt quyết thầy ơi, bắt quyết. Nghèo à. Ủa, thầy ơi, ủa, đúng rồi. Thầy có chuông, nghèo. Thôi, chuồn thôi. Chuồn cho thầy ơi, chuồn thôi. Con không có tí hỏa gì à? Thế mày đi đâu? Dạ, con đi đóng cối say à? Sao đóng cối đi? Ôi trời, con nàng trong nàng ngoài xóm coi đóng cối say. Không ngờ nào, say em không ngờ nào. Mày là con người, nghĩa, tôi nói mà không cười. Phù thủy sợ ma xin cảm ơn nghệ sĩ trống Hoàng Tuấn, nghệ sĩ đàn Quốc Dũng và vũ đoàn BM Dance đã hỗ trợ tiết mục này. Xin cảm ơn ạ. Vâng thưa quý vị, đó là huấn luyện viên Thái Bình và bé Sĩ Luân. Sĩ Luân thân mến, con vừa biểu diễn xong phần thi của mình, con có thấy run không? Dạ, con rất run ạ, vì là đây là lần đầu con hát chèo. Mà con phải đóng giả bác Xuân Hinh nữa nên con rất là khó luôn ạ. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh là một cái người mà rất khó để mà chúng ta hóa thân. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem phần nhận xét đến từ ban giám khảo. Xin mời chị Khả Như, chị thấy thế nào? Khi mà chị xem cái cậu bé này biểu diễn, chị bị cuốn á. Khoan nói về cái chuyện giống hay không giống, nhưng mà về cái nội lực, cái nhịp, cái hình thể, cái tích tắc, là những cái mà gọi là những cái linh hoạt của một người diễn trên sân khấu á. Con có được những cái điều đó, cô cảm thấy rất thích và cô thấy phục lắm. Tại vì khi mà diễn cái này nó bao gồm quá nhiều thứ, nhìn nó mệt. Thật sự anh nhìn em thấy mệt, thấy thương cậu bé. Và cô thấy được khi mà con bước ra, con đứng ở đó, cô thấy trời sao giống chú Xuân Hinh quá, sao mà giống kinh khủng luôn. Và khi mà con ra biểu diễn những cái mà con bắt chước á, cô thấy được một sự cố gắng của con. Và cô cảm thấy cô quá thích tiết mục này, cô cảm thấy rất là nể phục con. Cô ạ. Hồi nãy Khả Như nói mệt đúng không? Dạ. Chúng ta ngồi để chúng ta nhìn và chúng ta cảm nhận, chúng ta thấy mệt thế thôi. Chứ chúng ta không thể nào mà cảm nhận được thật sự cái mệt đó như thế nào. Mình phải làm cái điều này mình mới cảm được là cái vất vả, cái khó khăn, cái mệt của Sĩ Luân như thế nào để có được một tiết mục hay như thế cho chúng ta. Có Hòa muốn thử không? Dạ không, em cảm ơn anh. Vâng, xin mời giám khảo Hòa Minh Di ạ. Để mà nói được mà giống toàn bộ từ đầu đến cuối thì chưa phải là giống toàn bộ từ đầu đến cuối. Nhưng mà ở trong những cái lời thoại á, thì em đã tìm ra được rất là nhiều những cái câu mà bé nói rất giống chú Xuân Hinh luôn. Sợ gì mà sợ đấy, cơ mà sợ gì mà sợ cái gì đấy à? Mà nó ra thì mày mách giùm em ấy nhá. Sợ quái. Rụt quái. Rụt quái. Rét
làm sao mà phải rét. Chú Xuân Hinh, chú nói cái giọng như vậy là những cái vuốt chữ của chú Xuân Hinh là trong giọng của bé Sĩ Luân là cũng có ở trong đó nha. Đặc biệt là ở đây phải khen Sĩ Luân là một điểm là cái ngữ điệu và cái sắc thái của chú Xuân Hinh là bé Luân làm rất là ra luôn. Cả những cái cười á. Dạ đúng rồi. Mà những cái cười á. Đặc biệt là có những cái phờ, cái đề... đấy kiểu như thế là chú Xuân Hinh rất hay như vậy. Mà đó là cái nét diễn chứ không phải cái kiểu cười của chú Xuân Hinh, mà là cái nét diễn trong cái lúc đóng các vai của chú Xuân Hinh á. Là con và cô đã nghiên cứu rất là kỹ để đưa vào trong cái này. Rồi những cái lúc mà chú Xuân Hinh thì rất là hay có cái kiểu là khi mà chú đang ấy nói với như đấy là đang nói cái này xong mà chuyển sang cái kia khác luôn, là chú làm rất là nhanh và rất là mượt. Thì hôm nay Sĩ Luân làm trên sân khấu cũng rất là xuất sắc luôn. Ngày hôm nay thì cô nghĩ đây là một cái tiết mục xuất sắc nhất của Sĩ Luân từ đầu chương trình đến giờ. Cảm ơn giám khảo Hòa Minh Di. Anh Nghĩ ơi, anh định chuẩn bị tặng cho bọn em một món quà đúng không? Quà gì đâu, bởi vì cái món quà lớn nhất mà hay nhất là Sĩ Luân cùng với Thái Bình đã dành tặng cho chúng ta qua cái phần trình diễn vừa rồi. Khi chúng ta mà hóa thân thành nghệ sĩ Xuân Hinh á, mà nếu như mà chúng ta chọn những cái vai diễn kịch hoặc là những cái vai hát bình thường thôi thì còn có thể dễ dàng để mà hóa thân. Còn ngày hôm nay thì Xuân Hinh là chọn một cái vai trong một cái vở chèo cổ là Phù Thủy Bắc Ma. Đi đứng nó cũng phải khác người ta, độn cái bụng vô rồi cái gương mặt, cái biểu cảm, thứ nhất là về cái phần hóa trang, thứ hai là biểu cảm trên cái gương mặt đã hóa trang như thế, nếu như mà không làm tốt á, thì gần như chúng ta sẽ không thấy cái cơ mặt nó chuyển động, tức là không thấy nhân vật biểu cảm gì cả. Vì vậy là chúng ta sẽ phải cường điệu trên cái cơ mặt. Mà hãy nhớ rằng Sĩ Luân là ai? Bạn ấy không phải là diễn viên, chỉ là một ca sĩ nhí, mình tạm gọi với nhau là như thế khi tham gia chương trình này. Và chưa hề có một chút kỹ thuật diễn xuất bao giờ, dù là trên sân khấu kịch, chứ đừng nói chi là chèo mà là chèo cổ, thì lại càng khó hơn biết bao nhiêu lần. Mà ở đây mình thấy không phải chỉ diễn, không phải chỉ ca, mà còn đánh trống. Đây cũng là lần đầu con học trống luôn, và còn là trống của trống dân tộc nữa, nên rất khó. Mà cái lúc thầy dạy cho con là thầy dạy có 2 lần, là sau đấy là con tự ghi nhớ và con học luôn là được luôn ạ. Luân là phải nói là em phải ngưỡng mộ Luân ở cái tính là cực kỳ chăm chỉ. Khi mà mới mà nhận được cái nhân vật một cái là cậu ấy về là tìm xem cho bằng được và nghiên cứu ngay. Và trước khi Luân lên sân khấu thì thực sự là Luân có một sự áp lực rất là lớn. Luân mới nói em là con run lắm cô, con sợ mẹ buồn. Em cũng có nói là con hãy cứ thoải mái đi, coi như là con đi biểu diễn, đừng có nghĩ là con đi thi. Vỗ tay một lần nữa cho cái sự cố gắng của bạn. Cảm ơn ý kiến đến từ các vị giám khảo. Hy vọng là với một cơn mưa lời khen như thế thì ngày hôm nay chúng ta có thể giành được số điểm tối đa từ ban giám khảo. Xin cảm ơn Thái Bình, cảm ơn Sĩ Luân rất nhiều. Quý vị thân mến, ở những tuần thi trước thì huấn luyện viên Phạm Lịch đã có cơ duyên được hóa thân thành ca sĩ Phương Mỹ Chi. Và đó cũng là một trong số những cái kinh nghiệm mà huấn luyện viên Phạm Lịch có thể truyền lại được cho thí sinh nhí của chúng ta tuần này, đó là bé Bảo Ngọc. Vậy ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem là bé Bảo Ngọc và huấn luyện viên Phạm Lịch đã có một tuần làm việc như thế nào nhé. Xin chào tất cả mọi người. Con là Bảo Ngọc và đây là cô Phạm Lịch. Bảo Ngọc thực ra là đến cô Phạm Lịch đã là người thứ ba rồi đúng không? Dạ, chắc chắn là tính cách của Bảo Ngọc cũng kiểu như là sẽ linh hoạt hơn với cách mà làm việc với mọi người. Thì cô Lịch là bữa giờ cô Lịch chỉ làm với chị Khánh Chi thôi. Nhưng mà khi mà đổi qua với Bảo Ngọc thì là như một làn gió mới với rất là đáng yêu này. Với Khánh Chi thì giống như hai cô trò kiểu ăn rơ theo cái kiểu mà là đồng điệu nói chuyện hay là cũng hay tám với nhau. Thì với Bảo Ngọc giống như là nhỏ thêm một xíu nữa thôi thì là giống như là cô gái cô Lịch rồi. Đó nên là một cảm giác rất là khác. Nói chung là Bảo Ngọc là một cô bé rất là đáng yêu. Đến với tuần này thì Bảo Ngọc đã bấm trúng nhân vật đó chính là chị Phương Mỹ Chi. Đúng rồi. Con và cô Lịch sẽ quyết định chọn bài Quê Em Mùa Nước Lũ và mắc xúc thêm một bài nữa là bài Chị Đi Tìm Em. Có một cái rất là mắc cười khi mà hai cô trò tập với nhau đúng không? Là có nghĩa là bé Bảo Ngọc phải dạy một cách rất là kỹ luôn á mọi người. Ví dụ như hát là phải nghiêng qua đây hay tay đưa ra. Ví dụ hồi nãy mình chạy sân khấu đúng không? Là cô Lịch vẫn phải cầm tay Bảo Ngọc để nhắc là đưa tay ra nè con, xong thu vào nè, đó. Hoặc là nhìn nhau, nhìn mặt nhau là phải chan chứa sự yêu thương. Thì mỗi lần làm như thế với Bảo Ngọc thì Bảo Ngọc sẽ kiểu giống như là cô Lịch hay chơi Bảo Ngọc là
con này tập trung vào cảm xúc chứ, chúng ta không phải đi biểu diễn múa lân nha. Oh,
quặng thắt đau, hãy em nằm bên bờ sông. Thưa quý vị, đó là huấn luyện viên Phạm Lịch và bé Bảo Ngọc. Cảm ơn phần hỗ trợ của vũ đoàn Huỳnh Mến. Và đây là Phạm Lịch và bé Bảo Ngọc trong phần hóa thân thành ca sĩ Phương Mỹ Chi. Chúng ta đã nhìn thấy những giọt nước mắt ở trên sân khấu. Con có thể chia sẻ với quý vị khán giả về những giọt nước mắt này của con được không? Dạ thì con khóc là đây... Con không biết sao mà lúc tập ở nhà với cô thì con không có khóc mà cười hoài à. Mà tự nhiên hôm nay lên sân khấu cái khóc hết nửa bài. Theo như là Long Chun được biết, chính là em ruột của con vừa nãy đã phụ con diễn phần thi này đúng không? Dạ đúng rồi. Quý vị thân mến, quý vị có biết là trong cả cái quá trình mà bé Bảo Ngọc đi tập luyện hay là đi tập hát, tất cả mọi thứ đều có sự xuất hiện của em mình. Và đôi khi đó cũng là lý do mà bé quá nhiều cảm xúc trong cái bài hát này. Và vừa nãy thì mình có quên một số chỗ vào đúng không con? Dạ tại khóc con cô khóc quá cái quên. Không nổi. Khóc quá không nổi. Thế còn Phạm Lịch, tại sao bạn lại khóc nhiều như thế, nhất là khi mà phần thi đã kết thúc? Chắc là tại mình trưởng thành hơn rồi mình... Mình nghe bài hát rồi mình tưởng tượng ra câu chuyện đó, mình thấy cái sự bi thương trong đó nhiều. Nên là thực sự là ngay từ khi mà nhà khi mà tập cho bé Bảo Ngọc ấy, thì bản thân khi ở nhà đã kiểu là cô đã khóc sướt mướt rồi, nhưng mà trò thì vẫn cười vui lắm. Nên là đến ngày hôm nay mà lên được sân khấu mà Bảo Ngọc đặt được tâm tư tình cảm vào đây là cũng là một sự thay đổi và đột sắc rất nhiều đối với bé Bảo Ngọc. Không phải, nhưng mà rõ ràng nghe từ những cái câu hát đầu tiên thì đã thấy là giọng giống Phương Mỹ Chi nha quý vị. Thì không biết là ý kiến của quý vị ban giám khảo như thế nào. Em xin mời anh Nghĩa trước nha. Ở cái bài này chắc nhường cho Khả Như trước đi. Là bởi vì Khả Như nói rằng là Khả Như đã từng xem cái tiết mục này trực tiếp ở ngoài sân khấu với phần trình diễn của Phương Mỹ Chi luôn. Đúng rồi, khi mà cái clip phát lên là Như cảm thấy rất là bất ngờ. Tại vì cái ngày hôm đó Chi diễn thì Như cũng ngồi ở phía dưới như thế này. Khi mà bé Bảo Ngọc đi ra Như thấy trời ơi, sao mà giống dữ vậy, giống ơi là giống luôn. Và cũng cái ngày hôm đó Như xem tiết mục này Như cũng khóc y chang như vậy luôn. Cảm ơn cô. Một cái điều mà Như nghĩ là chắc phải khen một chút xíu cho Lịch là tại vì với một cái cô gái mà quá đa tài như thế này mà khi mà biểu diễn tiết mục này là gói ghém mình lại chút xíu để mà nhường sân cái sự tỏa sáng lại cho Bảo Ngọc, thì đây là một cái điều rất là đáng ghi nhận dành cho Phạm Lịch. Dạ, cảm ơn cô. Còn khi mà con hát, khi mà con lên đây á, cô thấy cô Hòa nhắm mắt lại để nghe coi nó có giống không. Và cô nghe có những cái chữ nó rất là giống, ví dụ như chữ Bảo. Em ơi có nghe chăng tiếng chị em ơi, đêm qua mưa bão gì đó. Cái chữ Bảo á, nghe nó giống và cô cảm thấy có những cái tinh thần nó rất là giống. Và cái điều đó nó rất là hay. Điều đặc biệt đó là con truyền tải được cái cảm xúc á, làm cái bài này vốn dĩ cái nhạc nó lên nó làm cho người ta cảm thấy rất là rưng rưng. Và cộng thêm những thứ mà chúng ta nhìn nhận qua những mùa mưa bão, bão lụt, thì anh Đại Nghĩa là người mà giống như là gần như là đồng hành suốt những cái mùa đó của miền Trung đó. Nên khi mà nghe những cái này cái cảm thấy trời ơi, nó đau đớn, nó xót xa, nó nhiều thứ cảm xúc. Và đây là đối với cô, đây là một tiết mục rất là thành công. Xin mời giám khảo Đại Nghĩa. Đúng là như vậy, khi mà con bước ra thì chú Nghĩa giật mình. Bởi vì chú Nghĩa nhớ hình ảnh của bé Phương Mỹ Chi cách đây cũng 8-9 năm gì đó về trước. Lúc mà chị Phương Mỹ Chi cũng bằng tuổi con giống giờ vậy nè. Thì chị Phương Mỹ Chi hát cái giọng cũng dễ thương vậy đó. Cũng chân chất, cũng mộc mạc và cũng trong trẻo và ngọt ngào như thế. Thì chú Nghĩa có ghi đây nè, chú ghi một vài chữ mà con hát rất là giống. Nhưng mà sau đó chú Nghĩa không ghi nữa. Là bởi vì sao? Chú Nghĩa bị chìm vào cái câu chuyện tiếp theo.
cái cảm xúc nó đưa chú Nghị đi. Và chú Nghị nghĩ rằng thôi, mình cứ buông xuôi tất cả mọi cái cảm xúc của mình để mà hòa vào trong câu chuyện. Thay vì bây giờ mình cứ ngồi mình tập trung, mình nghe có chữ nào giống rồi chữ nào chưa giống, mình xét nét từng chút, thì nó uổng cho một tiết mục hay đang trình diễn trên sân khấu. Và rõ ràng rằng với nguyên một cái tiết mục, mặc dù có một chỗ là con bị cảm xúc nó chi phối và con không hát được, nhưng mà ngay sau đó rất nhanh con đã lấy lại được, chỉ bỏ khoảng nửa câu thôi. Dạ. Khoảng nửa câu thôi và con đã lấy lại ngay được cái sự bình tĩnh của mình để con tiếp tục để hoàn thành cái bài hát của mình một cách trọn vẹn nhất. Thì đó là cái điều mà chú Nghĩa cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thích khi xem tiết mục này của hai cô trò. Cảm ơn chú. Chắc chắn là cô Hòa Minzy cũng có rất là nhiều những cái cảm xúc để dành cho con. Xin mời giám khảo Hòa Minzy. Thực ra là ngày hôm nay thì là một Bảo Ngọc rất là khác so với những gì mà cô Hòa đã thấy từ đầu chương trình đến giờ. Bởi vì từ đầu chương trình đến giờ thì Bảo Ngọc lúc nào cũng vui vẻ, tất cả những cái phần hóa thân của Bảo Ngọc lúc nào cũng rất là vui này, rất là lý lắc. Và đặc biệt là cái màn hóa thân cô Hòa nữa, đúng không? Cái lúc đó là bùng nổ luôn và đặc giải nhất luôn. Thế thì đến ngày hôm nay Bảo Ngọc lại hóa thân thành một nhân vật mà rất là khác. Và cô Hòa cũng suy nghĩ là không biết là Bảo Ngọc có hát được dân ca mà ngọt ngào hay là có những cái luyến láy nó đặc trưng như Phương Mỹ Chi hay không. Và cái bài hát đầu tiên là bài Dạ Quê Em Mùa Nước Lũ. Quê Em Mùa Nước Lũ á, là Bảo Ngọc hát rất giống. Đến ngày bài thứ hai thì mình hơi xúc động hơn xíu, nên là mình bị bỏ một vài đoạn. Và những đoạn lên á, thì giọng của cô Lịch thì nó lại hơi ồm ồm một tí, đâm ra là cái lúc mà hai cô trò hát cùng nhau thì nghe nó đang không được đúng cái giọng ngọt ngào của Phương Mỹ Chi cho lắm. Nhưng mà cái lúc đầu mà con hát của mình á nha, là ngọt lắm mà giống Phương Mỹ Chi lắm. Mà ngày hôm nay á, thì cô muốn là Bảo Ngọc không chỉ là cảm ơn mỗi cô Lịch đâu, mà cô muốn là Bảo Ngọc có thể nào mà gửi lời cảm ơn đến Vũ Đoàn Huỳnh Mến. Bởi vì là những cái gì xúc động nhất á, là cô Hòa quan sát hai cô trò này và quan sát cả tất cả Vũ Đoàn nữa. Lúc mà Vũ Đoàn diễn thực sự là các anh chị rất là nhập tâm và những cái sự đau xót nhất, những cái sự chia ly, những cái sự đau thương nhất trong cái mùa lũ á, là anh chị diễn ra. Và lúc đó cô Hòa rất là xúc động, cho nên là phải gửi lời cảm ơn tới Vũ Đoàn Huỳnh Mến rất là xuất sắc luôn. Dạ, con cảm ơn cô Mến và cô Kim đã dạy con cùng tất cả cô chú dancer. Thế con có hài lòng với phần thi ngày hôm nay của con không? Dạ có. Chú tin là với cái sự hài lòng này thì chúng ta sẽ giành được số điểm thật cao nha. Xin cảm ơn hai cô trò. Dạ, cảm ơn chú. Thiệt sự á, hồi nãy Hòa nói cái điều mình rất là tâm đắc á, là bởi vì không phải chỉ có hai cô trò hay không thôi, diễn hay thật, mà còn phải có cái sự hỗ trợ của Vũ Đoàn nữa. Các bạn vũ công không phải chỉ là múa đẹp, nhảy giỏi, mà các bạn còn diễn hay nữa. Thường vũ công đúng không? Đúng rồi. Các bạn ấy diễn được như vậy mà nhảy múa như vậy cũng mệt lắm luôn á. Cái điều đó khó lắm, không phải ai cũng làm. Em đâu có cảm được cái chuyện đó đâu. Em cảm được anh Nghĩa, em cảm rồi. Nhưng chưa đâu, chưa đâu. Ngay cái phần biểu diễn sau đây thôi, chắc chắn là chị Khả Như sẽ một lần nữa vô cùng bất ngờ. Nhưng mà trước khi đến với cái phần đó, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút thôi quý vị. Chào mừng quý vị đang xem chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Và thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp một nữ ca sĩ người Brazil mang tên Carla Mafioletti trong phần trình diễn ngay sau đây. Xin chào tất cả quý vị khán giả, đây là đội Bảo Yến Rosie và Khánh Chi. Bảo Yến Rosie thì cảm thấy là Khánh Chi là một cô bé rất là tài năng, hát hay, thông minh và tuy là còn nhỏ nhưng mà rất là chững chạc và rất là trưởng thành. Tuần này thì con và cô Bảo Yến Rosie đã bấm chọn cô ca sĩ người Brazil là cô Carla Mafioletti. Và cô ấy là một người mà có giọng ca rất là nội lực và cao kiểu đấy là cái giọng lúc mà lên cao nốt cuối nhỉ, opera tập mãi không được luôn ấy. Đối với thử thách tuần này thì con và cô Rosie đã lựa chọn ca khúc Song of Olympia. Đây có lẽ là một thử thách vô cùng lớn đối với Rosie, bởi vì là bản thân Rosie là một ca sĩ nhạc trẻ và nhạc nhẹ nữa. Lần đầu tiên hát một bài opera mà vô cùng khó, một cái bài hát mà 8 năm học nhạc viện mới được thi cái bài này. Nhưng mà hai cô cháu vẫn nghĩ là bé nó có một cái năng lượng, nó là ngôi sao. Đúng là bản chất của một ngôi sao. Bé nói là càng khó thì phải càng làm được.
Cho nên là không lẽ con làm được mà cô không làm được. Cho nên là hai cô cháu sẽ cố gắng làm thật là tốt. Và bây giờ Bảo Yến Rosie và bé Khánh Chi sẽ mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng coi lại clip gốc để xem cô ca sĩ này sẽ biểu diễn các khúc đó như thế nào nhé. Oh,
Vâng, thưa quý vị, đó là ca khúc Song of Olympia. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn cho Bảo Yến Rosie và bé Khánh Chi. Rất là hồi hộp để nghe những ý kiến đến từ vị trí ban giám khảo. Cô Hòa muốn nói trước không ạ? Cô ca sĩ bản gốc này là khi mà biểu diễn thì cô như là đi dạo chơi vậy á. Với những người mà có giọng sẵn mà để luyện tập để mà hát được opera trong vòng một tuần á, lại là một em bé còn rất là nhỏ như thế này thì thực sự là một thử thách quá là khó khăn. Cho nên là em nghĩ là với cái tiết mục ngày hôm nay mà bé và cô thể hiện thì em đã thấy là đây là một tiết mục rất là nỗ lực rồi. Cái quãng giọng của con nó cũng rất là rộng, cái âm sắc mà đi lên của con nó cũng rất là hay. Và nếu ước gì có nhiều thời gian hơn để bé có thể luyện tập thì chắc chắn là nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Cho nên là ngày hôm nay thì cô Hòa cũng rất là chúc mừng con với một tiết mục mà bản thân mình cũng như là cô Bảo Yến đã cực kỳ nỗ lực. Chúc mừng con nhiều nhé. Cảm ơn cô Hòa Minh Di rất là nhiều. Thế còn chú Đại Nghĩa thì sao ạ? Chú Đại Nghĩa đang muốn hỏi cái cảm nhận của cô Khải Như hỏi thăm thôi. Sao anh cứ xoay qua anh nhìn em quá sợ anh Nghĩa. Tự nhiên em sợ anh Nghĩa. Hỏi xem sợ. Coi là em cảm nhận về tiết mục của bé như thế nào, bé Khánh Chi cùng với Bảo Yến Rosie. Lúc đầu khi mà cô xem cái clip này, cái điều mà rất là thích ở cái cô này là khi mà để cái chìa khóa vô cái lưng á, cô sẽ la. Thật ra đó không phải là một cái tiếng la bình thường. Nó là một nốt trong một bài hát. Và nó còn cộng thêm một cái sự diễn xuất của một cái người mà hết hồn nữa. Thì lúc nãy con làm nó hơi thiếu một chút xíu, cái thành ra cái chỗ đó cô cũng hơi chờ một chút xíu là coi bạn la cái chỗ. Ôi hay quá, cũng giống opera nè. Thôi đừng mà. Mai mốt mà ví dụ như lỡ mà có cơ hội mà con lại tiếp tục hát một cái dạng như thế này á, thì tất cả mọi thứ trên sân khấu của con nó là nốt nhạc hết. Và nếu như mà nó có biểu diễn thì hãy thả một chút xíu tâm lý của mình vô trong đó, thì tự nhiên con sẽ nhận được những cái gọi là cái tinh thần của những thứ mà con thể hiện. Cảm ơn con rất nhiều. Nhưng mà thật ra đây là một cái tiết mục đó rất là mạo hiểm. Mạo hiểm trong cái cách mà chúng ta chọn bài. Với một người ca sĩ thì chắc chắn là họ sẽ có rất là nhiều những cái tiết mục mà họ đã từng trình diễn qua. Vậy nếu như mình chọn một tiết mục nào đó mà nó gần với khán giả đại chúng nhiều hơn thì nó sẽ làm cho tiết mục của mình nó trở nên nó màu sắc và nó hấp dẫn hơn. Còn khi hai cô trò chỉ đứng và hóa thân thành con búp bê và hát cái bài hát này thì cái thứ nhất, opera đã là quá khó, như em nói là thượng thừa. Cái thứ hai, ra vậy còn phải diễn. Opera mình thấy các ca sĩ người ta đứng như thế này, người ta nghiêm trang, người ta để tay trước bụng, người ta lấy hơi, người ta hát. Còn khó, huống hồ gì bây giờ mình cứ phải giật như cái kiểu là những cô búp bê và mình hát thì nó lại càng khó đến như thế nào. Thì cho nên ngày hôm nay chú Nghĩa không nói tiết mục của hai cô trò là không hay, nhưng mà nó thật sự hơi mạo hiểm với cái khả năng thật sự mà chúng ta đang có. Đó, dù sao vẫn phải dành một lời khen khi mà hai cô trò đã có được một tiết mục mà nó thuộc hàng khó nuốt, khó nhằn đến như vậy trong ngày hôm nay, cũng mang là một màu sắc rất mới lạ cho chương trình chúng ta. Cảm ơn hai cô trò. Cảm ơn chú ạ. Như vậy cũng thấy rõ cái sự mà muốn đương đầu với mọi thử thách của bé Khánh Chi đúng không ạ? Đối với chú là khán giả ngồi ở dưới thì chú thấy là hôm nay Khánh Chi đã làm rất là tốt rồi. Chúc mừng con, chúc mừng hai thầy trò rất nhiều. Quý vị thân mến, ngay lúc này trên sân khấu gương mặt thân quen, chúng ta sẽ gặp lại một nữ ca sĩ làm mưa làm gió thị trường âm nhạc Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng xem là huấn luyện viên Trịnh Tú Trung làm thế nào để có thể hóa thân vào nhân vật ca sĩ Hoàng Thùy Linh nhé. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Gương mặt thân quen phiên bản song ca 2022. Nhưng mà hết hôm nay cho con, tối nay là chúng ta sẽ có năm mới rồi. Khi mà mọi người xem tập trước thì thấy là gần tới khúc cuối rồi, chỉ còn có một vài sự lựa chọn nữa thôi. Tú Trung rơi vào một cái thế, một là sẽ gặp một nhân tố mới, hai là sẽ quay trở về với một nhân tố lúc đầu trước khi mình đổi đội. Thì mình rất là hồi hộp vì mình cũng rất muốn được cái cảm giác được mà trải nghiệm một cảm giác mới với một ekip mới để xem thử coi mình có khả năng hòa nhập hay không và mình sẽ làm được gì với tiết mục đó. Thì rất là may mắn Tú Trung đã được Gia Như chọn mình. Và trong tuần này thì hai chú cháu con đã bấm chọn được nhân vật, đó là cô Hoàng Thùy Linh. Hai chú cháu con đã chọn bài hát ở liên khúc album Hoàng. Và trong liên khúc này thì có mashup 3 bài, đó là bài Kể Góc Gặp Bà Già, bài Bánh Trôi Nước và bài Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Tất cả đều là những ca khúc rất là nổi tiếng của Hoàng Thùy Linh, vì bây giờ sẽ được thể hiện bởi một gương mặt rất giống Hoàng Thùy Linh trên sân khấu, với một tinh thần trẻ trung hơn rất nhiều. Bản thân Trung rất là tò mò và háo hức và rất là muốn là mình không phải ở trong tiết mục này, mình được ở ngoài để mình được ngồi mình thưởng thức một cái sự hóa thân hoàn hảo như vậy. Trước khi đến với phần hóa thân Hoàng Thùy Linh phiên bản Gia Như thì con xin mời mọi người cùng xem lại vít gốc ạ.
lượm phiêu xa. Không sai. Nhà xếp là drama. Thế bên em đừng soi mói nhìn kia đôi mi cong. Anh cần một người đi song song trong đêm nay có vẻ cháy đi. Bên em đây không còn thấy gì hay vì em tỏa hương quen sắc huyền bí như một đóa quỳ. Tiếp cận được em là cả một quá trình. Nặng đó em ơi đừng tự quá mình. Bên em đêm nay anh sẽ biến thành old black như anh sẽ đi màu trắng. Cà phê quay chúng ta là đen vào đâu? Đêm chung của tôi đêm nay chị em lại thắng. Đầu của tôi làm gì không dễ chỉ quan được đâu. Nói tình yêu nào. Có phải ta đang trêu đùa nhau đây? Nhìn như này lại thấy Trịnh Tú Trung giống chị Hoàng Thùy Linh hơn nha. Tính ra là tưởng hôm nay là tự cứu bản thân mình bằng cách là làm Binzy, nhưng mà có vẻ như là đã cứu chưa nhỉ? Không nha, xin nha. Đừng bao giờ đóng những cái nhân vật đẹp trai như vậy nữa được không Trung? Có lẽ là album Hoàng là một dấu ấn không thể nào quên đối với Hoàng Thùy Linh. Và hôm nay khi mà Hoàng Thùy Linh được thể hiện lên khúc album Hoàng tại sân khấu của chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022 thì Hoàng Thùy Linh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Và mong là sự có mặt của Hoàng Thùy Linh và Binzy ngày hôm nay có thể đem đến một số điểm cao cho bé Gia Như và chú Trịnh Tú Trung. Hoàng Thùy Linh và Huỳnh Thùy Loan ạ. Vâng ạ, em ạ. Em là hàng xóm của chị Hoàng Thùy Linh ạ. Vâng. Cũng là Hoàng Thùy Linh nhưng nó lạ lắm. Và ngày hôm nay cũng rất phong thái của một ngôi sao luôn, chứng minh điều cô Hòa Minzy nói là hôm nay Gia Như như một ngôi sao trình diễn trên sân khấu. Xin mời Hòa Minzy. Bé Gia Như là một cô bé có khả năng trình diễn rất là tốt. Tập mà bé hóa thân thành cô Ấn Độ á, anh thấy không? Cái ngày hôm đó là giống như là bạn ấy được làm chính mình, bạn ấy nhảy múa và bạn hát ca rồi, một cái cảm giác rất là thoải mái, rất là sảng khoái. Em thích Gia Như trong những hình ảnh như vậy hơn. Ngày hôm nay thì bé phải ém giọng để làm sao để có thể giống với cô Linh nhất. Thế nhưng mà nó hơi khó. Bé Gia Như á là
cái giọng của con nó lại là một cái giọng nó trầm mà nó rất là rõ nét trong cái giọng hát, nên là từ những cái câu đầu tiên là nó đã bị lọt ra khỏi cái giọng của chị Hoàng Thị Linh rồi. Chỉ có đúng một cái đoạn trong cái bài Để Mình Nói Cho Mà Nghe, cái đoạn có một cái câu đó thôi là thì là do là cái đó là cái đoạn nó ở trên cao, cho nên là con làm rất là tốt cái đó. Còn lại những cái khác thì mình lại bị về giọng của mình, nên là nó bị lòi ra và chưa có giống như lắm. Còn về trình diễn á, thì không còn gì để nói, bởi vì là con luôn là một cô bé mà trình diễn hết sức là chuyên nghiệp trên sân khấu. Thế cho nên là cô Hòa cũng chúc mừng con với tiết mục ngày hôm nay. Tuần trước khi mà bé Gia Như bốc phải huấn luyện viên Trịnh Tú Trung là Hòa cười rất là nhiều. Em có thể lý giải cái nụ cười đấy sang đến tuần này vẫn chưa dừng được không? Thì đó. Trịnh Tú Trung bây giờ nhìn anh lại giống chị Hoàng Thị Linh hơn cả bé luôn á anh à. Em nghĩ cái tạo hình này rất là đẹp với anh luôn á. Nhìn anh xinh hơn bao giờ hết luôn á. Cái miệng mình làm cho giống luôn được không? Đừng có bẻ cái miệng ra được không? Đúng rồi, trời ơi, giống quá đi. Trời ơi, xinh quá đi à. Còn mới đầu là Binzy là em không chấp nhận nha. Không chấp nhận có một Binzy bụng to mà môi chè như vậy là em không chấp nhận. Anh bước ra em cọc liền mà. Mà thấy sao với tiết mục này của hai chú cháu? Em thấy đối với em đây là một tiết mục rất là giải trí luôn á. Nó rất là màu sắc, nó rất là mãn nhãn. Tại vì cái sự trình diễn của cô bé này rất là giỏi. Giống như Hòa nói, mèo không biết được cái hành trình của con như thế nào, nhưng mà đối với em giọng của Hoàng Thị Linh khó là bắt chước, rất là khó với con. Nhưng mà cái trình diễn của con làm cho mèo cảm thấy rất là thích. Nhìn thấy sân khấu nó đẹp, nó thích thú. Và cộng với cái sự pha trò Bin rồi anh ơi Huỳnh Thị Lan. Huỳnh Thùy Loan à? Chị Loan cho em hỏi nè, có ai ép chị không? Dạ dĩ nhiên là có rồi ạ. À có người ép chị làm chị Loan hả? Dạ đúng rồi. Tưởng chị tự nguyện thì chấn chỉnh cái chuyện đó lại giùm em. Dạ cái nút bấm, tức là lỗi tại cái nút bấm ạ. Dạ vâng ạ. Nó có gì đó nó rất là giải trí anh. Đúng, dạ. Lẽ ra Trung đã có thể chỉ là một Binzy không thôi. Đỡ tốn bộ đồ, công nhận không? Bộ đồ này ra chỉ tầm 30 giây thôi là đã phải hết bài rồi. Vậy thì tại sao Trung vẫn làm nhân vật này? Có nghĩa là Trung muốn mang đến một cái màu sắc giải trí cho chương trình của chúng ta. Chứ nếu như Trung làm Binzy không thôi, thì cũng được, cũng vui đấy. Nhưng mà nó không có bất ngờ. Phải có một cái cú twist cuối cùng, một cái cú đột phá. Lúc mà Trung đi vào, anh cũng quên mất em luôn. Là bởi vì bé Gia Như ở ngoài này đang diễn rất là hút, làm như là tất cả một sự tập trung dồn vào con hết. Cho như con có một cái ánh sáng trên sân khấu, nó bây giờ cái chuyện giống hay không chú Nghĩ chưa nói, nhưng mà con có một cái sức hút rất là lớn đối với khán giả, những người đang xem con. Vì vậy chú Nghĩ gần như quên bén mất chú Trung là đi đâu, không để ý tới luôn. Mãi đến khi chú Trung xuất hiện quay trở lại cùng với một dàn múa minh họa và cũng cố tình bưng bê mình đưa lên cao, tội nghiệp mấy vũ công chứ em ơi, trật khớp hết em. Nhưng mà đó là cái chiêu để mình thấy có một cái phần bất ngờ ở vào phút cuối, mang đến cho chúng ta một cái tiết mục vừa hay với phần trình diễn của bé Gia Như mà vừa có tính chất giải trí với cái phần trợ diễn của Trung luôn. Rõ ràng sự xuất hiện của Trịnh Tú Trung khi mà bộ đồ này ra, nó làm cái phần trình diễn này rất là bùng nổ và giải trí, đúng không quý vị? Đúng. Xin cảm ơn huấn luyện viên Trịnh Tú Trung, xin cảm ơn Gia Như rất nhiều. Và trước khi đến với phần trình diễn tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Quý vị thân mến, chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản sau ca. Quý vị thân mến, ở tuần trước thì team của Phượng Vũ và bé Nam Phong đã bấm chọn được nhân vật đó là Diva Hà Trần. Chắc chắn để mà hóa thân thành Diva Hà Trần thì hai thầy trò đã phải có một cái tuần tập luyện rất là nhiều. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng vào phòng chờ để xem họ đã tập luyện như thế nào quý vị nhé. Rất là hạnh phúc luôn cả nhà yêu. Thực sự là rất là mong được vinh quang những cái tuần qua nhưng mà không được. Vâng, thì tuần này chúng em xin phép là Bình Phong rất là gửi cái niềm hân hoan này lan tỏa đến tất cả mọi người ạ. Đây, và lúc huy hoàng đã đến, xin mời con nhận trọng trách này. Tuyệt vời. Mời về chỗ.
Niềm hạnh phúc đã qua và bây giờ là một nốt buồn nhẹ nhàng sâu lắng sương mai, kính thưa quý vị. Và niềm vui đến chưa kịp tận hưởng gì được bao lâu thì ngày hôm nay cô đành phải gửi gắm con cho cô Phượng Vũ. Đừng buồn em ơi, đừng khóc, giờ cho em đã mất đi mèn tơ. Dữ quá, dữ quá. Vậy thì cô phải tạm biệt con thôi. Cô Minh, trời, sao vậy con? Chương trình muốn gửi đến cô con mình một món quà vì tuần trước mình đã nhất tuần. Wow. Vậy mau mở cái món quà này ra thôi. Cái này phải không? Đúng rồi đó cô yêu. Ừ. Wow. Gì vậy? Wow, cô đọc đi. Phần thưởng của bạn là một lần đổ nhân vật bất kỳ lúc nào. Wow. Con hãy giữ cái đặc quyền này. Bây giờ thì đành phải tạm xa con. Cô phải đi tập với Sĩ Luân đây. Ủa? Sao vậy? Sao cô bỏ con luôn vậy? Bây giờ cũng có cô Phượng Vũ rồi còn gì nữa. Thì cô cũng chạy ơn với con chứ. Thì bây giờ chia xa tuần đi, rồi cô sẽ trở lại với con. Không. Trời ơi, thôi nha, bây giờ con không chịu thì cô phải đành xa rồi. Tạm biệt con. Trời đất. Hello cô. À, vừa mới đi ăn mừng về đấy phải không? Yeah. Cô đợi con 6 ngày 6 đêm rồi đấy. Trời, con tưởng ông ấy đi có chút xinh. Xin chào mọi người. Đây là team Phượng Vũ và Nam Phong. Trong tập 9 lần này thì con đã bấm chọn chúng Diva Trần Thu Hạ. Phụng Vũ và Nam Phong sẽ thể hiện ca khúc Du Cho Anh. Bài hát Du Cho Anh. Ca khúc này thì có thể rằng không nhiều khán giả biết đâu. Thế nhưng mà có rất là nhiều những cái đất để mà Phụng Vũ cũng như là Nam Phong có thể thể hiện và bắt chước được những cái đặc điểm rất là đặc biệt của hai nữ diva. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi clip gốc nhé. Cái thân em, cái những ngón tay chảy xuống của em à.
Sợ, sợ chị Lam quá. Chị Lam, nhìn chị Lam sợ quá. Trong phần hóa thân thành Diva Thanh Lam, Diva Hát Chân. Trời ơi trời. Chết tụi em, tụi cú, trời ơi. Tụi cú, tụi... Không, ở ngoài sân khấu thì đúng là hai chị sẽ làm như thế thật. Là bởi vì sau một cái màn trình diễn gọi là máu lửa cùng với nhau. Còn ở đây tự nhiên mà hai cô cháu mà làm chuyện đó đó, trong mình cần ghép, ui con hay quá, ôi cô hay quá. Thế là cả hai cô trò tự ôm tự chúc mừng nhau. Trời ơi sao mà nó dễ thương dữ vậy trời. Đáng yêu quá đi. Vũ ơi Vũ, Phương Vũ, em là cái người huấn luyện viên mà có tâm vô cùng luôn á. Em kết hợp với bé nào là em cũng dốc toàn bộ năng lượng của em, sức lực của em để em có thể em làm tốt nhất có thể. Mà anh bị mắc cười á, là bởi vì em nhập vai chị Thanh Lam quá. Mà nhiều khi mình nhập mà còn hơi lố nữa. Bởi vì chị Lam bình thường chỉ lên sân khấu là giống như vậy đó, năng lượng. Còn em á, nhìn em là anh tưởng em muốn nhập viện luôn đó. em sẽ cho đó là một lời khen ạ. Thì anh khen thật mà. Cảm ơn anh. Em thấy chấn thương chỉnh hình. Quặt quẹo rồi bẻ, bẻ xương bẻ khớp. Nhưng mà nó cuốn. Anh Nghĩa có đồng ý với em không? Thì đó. Nó cuốn hút kinh khủng luôn. Thì em tưởng tượng đi. Bây giờ nè, một người mà cứ như vậy, cứ như vậy thì tự nhiên bắt buộc mình phải dòm rồi, đúng không? Nhưng mà ôi, bởi vì cái hình thể của bé Nam Phong á là nó mảnh khảnh, cho nên là nhìn rất là giống với chị Hà Trần đó. Còn Phượng Vũ thì mặc cái đồ đó vào. Hồi nãy Khả Như quay qua nói với anh, ban đầu Khả Như chưa biết đây là cái nhân vật như thế nào,
Một lát khi mà nghe cái bài Dệt Tầm Gai hát lên á, thì Khả Như quay qua nó, à bây giờ em hiểu rồi, em hiểu rồi, cái bụi đó đó, cái bụi đó là cây tầm gai. Không biết phải nói sao, nhưng mà với chị Hà Trần và chị Thanh Lam là hai diva rồi. Hai diva xịn sò mà gọi là số 1 Việt Nam rồi. Nên khi mà biểu diễn mà bắt chước giống thì em nói thiệt làm sao mà giống. Tuy nhiên em thấy được những cái thần thái của cái cô bé nhỏ này nè. Chị Hà Trần có những cái nó rất là bất cần. Và bé này làm ra được cái điều đó nó rất là dễ thương. Nó giống như một phiên bản nhí gì đó. Nhưng mà thật ra hát cũng có những chỗ giống nha. Tức là như chị Hà Trần hát trong cái bài này á, có những lúc chị hát rất là dữ dội mãnh liệt trong cái giọng quá ha. Nhưng mà có những lúc chị buông lơi với nhẹ nhẹ, có một chút gì lạ lơi trong cái giọng hát. Đó, thì nãy chú Nghĩa thấy rằng Nam Phong con làm khá là giống với cô Hà Trần. Có một vài đoạn thì nó không giống, nhưng mà cũng có những đoạn mà chú Nghĩa nghe ra, à đây là cái âm sắc của chị Hà Trần nè. Cái đó. Kiểu anh, cái tinh thần á, có nghĩa là giống, thật sự thì không phải là giống, nhưng mà cái tinh thần của bé bắt chước giống lắm. Ừ. Và với Phượng Vũ cũng vậy nữa, tức là em ra được cái giọng của chị Lam. Cái giọng của chị Lam một cái giọng đặc trưng, nó một cái làn hơi khủng, một cái làn hơi rất là dày, đầy đặn và như một cái ngọn núi lửa phun trào á. Đó, thì cái nội lực này anh nghĩ rằng là Phượng Vũ đã làm khá giống với chị Lam. Cho nên là khi hai cô trò kết hợp với nhau thì ban đầu anh bị ngỡ ngàng, ngạc nhiên, mà sau đó càng xem anh lại càng cảm thấy thú vị. Biết bạn Phượng Vũ thì giống chị Lam chuyện gì không? Chị Lam bình thường rất là xinh ha, nhưng mà hát là bả kiếm gì mà chính vì nhập vai quá cho nên là chị Lam nãy chị quên mất mấy câu, không phải một mấy câu mà là mấy từ của một câu của người ta nha chị Lam nha. Cái chị giấy bộ chị đưa từ đây lên giống gì để miro xa mà nghe không rõ đó, cái chị rút từ từ lên như nè đó, đêm nay mất cái chữ ru hời. Thì em đã nói là đó là một cái những cái động tác đa chấn thương. Nó đa khoa lắm. Mà chị Lam hay có một cái kiểu là đang mặt đang bình thường xong tự nhiên cười xong tắt, xong lại cười đó. Chị Phượng Vũ làm lại thử coi đó, cái lúc mà ngồi đây mà cười em thấy rất là giống luôn á. Mà cái cặp mắt của chị Lam, anh từng đi xem chị Lam diễn bên ngoài với một cái khoảng cách rất là gần, thì anh thấy rằng cái cặp mắt của chị Lam như hai cái đốm lửa đó, nó rực sáng và nó hút hồn khán giả, hút hồn người xem như thế này. Không phải chỉ bằng giọng hát mà bằng chính cái phong cách như thế, một cái phong cách rực lửa cuồng nhiệt như thế đã cuốn hút người xem. Và càng về cuối tiết mục giống như hai cô trò càng nhập vai hơn, càng say sưa hơn với cái phần trình diễn của mình, cho nên là càng quăng quại, càng Hà Trần Thanh Lam. Tức quá trời tức. Ê, mà khoan, anh phát hiện một chi tiết này cũng đáng yêu lắm nè. Là gì phải không? Khi Nam Phong diễn á, cô Thái Bình ngồi cổ vũ cho con rất là nhiệt tình. Cô Thái Bình là huấn luyện viên của Nam Phong. Dạ. Hôm nay chẳng qua là mình có một cái màn mình thay đổi, dạ, thôi. Cho nên là Thái Bình ngồi xem học trò của mình, trời ơi, sao vậy, hay quá con ơi. Và tự nhiên mình thấy rõ ràng là cái tình cảm của huấn luyện viên dành cho học trò của mình, dù ngày hôm nay đang ở với một bé khác. Dạ. Ừ, đáng yêu lắm. Cảm ơn anh Đại Nghĩa rất nhiều. Thế con Hòa, bạn nghĩ sao? Ngày hôm nay rất là bất ngờ về cái giọng hát của Nam Phong. Là bình thường là Nam Phong đã có một cái giọng nó rất là cao, nó cao và nó trong, nhưng mà ngày hôm nay là nó có độ khàn ở trong đó nữa. Và Nam Phong đã hát rất là chắc. Mà cái bài này nó khó ở cái chỗ là lúc nào nó cũng đu lên cao hết. Một bài mà nó có một lần đu thôi là đã khó rồi. Bên đây nó cứ đu hoài. Vừa hát vừa đu rồi vừa diễn hình thể nữa. Mà con vẫn giữ được cột hơi của mình á. Tức là bản thân mình cũng đã luyện tập rất là nhiều rồi. Nên là cô Hoàng cũng đánh rất là cao tiết mục này. Từ chuyên môn giọng hát cho đến về biểu diễn luôn. Chúc mừng hai cô trò trong ngày hôm nay nha. Cảm ơn rất nhiều. Phượng ơi, Phượng ơi, diễn xong ra bên ngoài có sẵn một cái bàn để băng nè, gạt nè ha. Rồi dầu gió, thuốc rượu, xoa bóp này kia. Đi tắm quốc rồi đi em. Để sẵn hết rồi đó cho hai cô cháu nha. Phục hồi cơ thể lại. Phần trình diễn ngày hôm nay là một phần trình diễn rất thành công rồi. Xin cảm ơn hai cô trò rất nhiều. Quý vị thân mến, ngay sau đây sẽ là phần cho điểm của ban giám khảo. Và trước khi đến với phần cho điểm này, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Cảm ơn quý vị quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca. Quý vị thân mến, ở mỗi đêm thi thì chúng tôi sẽ có một giải phụ, đó là giải hóa trang xuất sắc nhất, nhằm tôn vinh tất cả những chuyên gia hóa trang của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Ngay trên tay của Long Chun lúc này là kết quả của tuần này. Và xin chúc mừng đội giành phần hóa trang xuất sắc nhất.
được bầu chọn từ 3 vị giám khảo. Xin chúc mừng chuyên gia hóa trang Fiona team Phượng Vũ Nam Phong. Ngay bây giờ thì xin mời chuyên gia hóa trang Fiona sẽ lên sân khấu để cùng nhận giải hóa trang xuất sắc nhất tuần này. Xin mời chị. Vâng, quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn cho phần hóa trang xuất sắc nhất tuần. Chị Fiona thân mến, ngày hôm nay tại sao mình lại đeo mắt kính vậy ạ? À, tại vì chị khiêm tốn, em tuần trước chị mới được giải nhất tuần, rồi tuần này đeo về cho nó khác. Rất là tự tin đúng không ạ? Được biết là mỗi cái tuần thi đến á, thì là những cái nhân vật khác nhau. Vậy thì chị có thể chia sẻ về hành trình trong tuần này khi mà hóa trang Diva Hà Trần và Diva Thanh Lam được không chị? À, mọi người có thể thấy cái khó nhất là chị Thanh Lam thì mặc chữ điền, bạn này mặc nhọn. Còn Hà Trần thì mặc nhọn, bạn này mặc lại bầu bỉnh. Cái khó đó là làm sao mà để chặt gọt bớt rồi bên đây phải thêm vô, nhưng muốn đắp bên này qua. Thì nói chung là cũng đã cải thiện được và cầm được tấm bảng này ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn cái sự gọt, sự đắp của chị Fiona vì đã đem đến hai phần hóa trang cực kỳ tuyệt vời. Xin chúc mừng team Phượng Vũ và Nam Phong. Quý vị thân mến, ngay lúc này đây tôi đang rất hồi hộp và tôi tin chắc là quý vị cũng giống như mình vậy. Bởi vì ngay bây giờ chúng ta sẽ được biết số điểm đến từ ba vị giám khảo dành cho các thí sinh của chúng tôi. Đầu tiên thì cũng là một cái gương mặt mà cũng khá quen thuộc trong chương trình của chúng ta rồi. Hôm nay Hòa mặc một chiếc váy đỏ rất là đầm thắm nên là sẽ mời Hòa cho điểm trước nha. Xin được đọc điểm 7 này dành cho Bảo Yến, Rosie và bé Khánh Chỉ. Điểm số 8 thì dành cho chú Trịnh Tú Trung và bé Gia Như. Điểm số 9 là dành cho cô Phạm Lịch và bé Bảo Ngọc. Điểm số 10 thì cô Hà dành cho cô Phượng Vũ và bé Nam Phong. 11 thì ngày hôm nay có một mình bé Diễn thôi nhưng mà rất xuất sắc, đó là bé Khả Hân, 11 điểm. Và ngày hôm nay một tiết mục rất là xuất sắc trong vòng cô Hòa, đó chính là huấn luyện viên Đặng Thái Bình và bé Sĩ Luân. Như vậy điểm 12, điểm cao nhất của giám khảo Hòa Minh Di đã thuộc về đội bé Sĩ Luân. Vâng, và đương nhiên là trong mỗi chương trình thì em vẫn hay mời những khách mời của chương trình để mà cho điểm trước. Nhưng mà riêng trong chương trình ngày hôm nay thì em xin phép em mời chị Khả Như trước. Ủa, vậy em có chữ Nhưng vô làm cái gì? Không, 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 em nói thế thôi chứ em xin lỗi chương trình là em vừa nói nhầm. Em mời anh Đại Nghĩa trước ạ. Em mời anh Đại Nghĩa trước ạ. Em cười cái gì? Em là người chơi điểm cuối cùng. Em đóng vai ác đêm nay đấy. Hình như chị đang có một chút hiểu lầm về format của chương trình, bởi vì chị sẽ là người quyết định là ai sẽ là người cao điểm nhất và thấp điểm nhất. Cũng khó khăn đấy chị Như, chưa đáng cười vội nha. Khó, khó lắm. Làm gì? Làm gì? Chị không sợ, chị sợ em. Hôm nay 6 đội có những cái sự thay đổi về mặt cái thứ tự, về mặt điểm số. Điều đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là những đội ở những tuần trước chưa đạt được điểm số cao, các bạn vẫn không nản lòng, các bạn vẫn đã cố gắng liên tục để có thể có cho mình những kết quả tốt hơn qua từng ngày. Và điều đó thể hiện rất là rõ trong ngày hôm nay. Điểm 7, chú Nghĩa xin được dành cho đội của Gia Như và chú Trịnh Tú Trung. Điểm 8, chú Nghĩa dành cho bé Khánh Chi và Bảo Yến Rosie. Điểm 9, chú Nghĩa dành cho bé Khả Hân. Bởi vì ba cái đội còn lại nhỉnh hơn ba đội vừa rồi một tí, cho nên là sẽ nhận được điểm số cao hơn từ chú Nghĩa nha. Điểm 10 dành cho Phạm Linh và Bảo Ngọc. Đau đầu với hai cái điểm số cuối cùng này đây. Và điểm 11 cuối cùng cũng đã được chú Nghĩa quyết định dành cho Nam Phong và Phượng Vũ. 12 sẽ là Sĩ Luân và Thái Bình. Xin cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa. Và một lần nữa đội của bé Sĩ Luân và huấn luyện viên Thái Bình đã nhận được điểm số cao nhất. Và đương nhiên một cái phần mà khó khăn nhất thì sẽ dành cho giám khảo khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Mời chị Khả Như. Sợ quá, tự nhiên cái nói mình khó khăn nhất thì sợ quá. Tại vì nhiều khi cái điểm số của em nó sẽ làm thay đổi cái cục diện điểm số từ nãy đến giờ của anh và Hòa luôn đấy. Đúng rồi. Thật ra em đến với trái tim rất là nguyên sơ. Tại vì em xem tiết mục nào thì nó
nói chung bằng cái sự khách quan của mình. Còn hai người có cả quá trình nữa nên nó khó hơn em. Còn em thế, em vô tư lắm, sợ quá. Con số 7 Như xin dành cho Bảo Yến, Rosie và Khánh Chi. Con số 8 cô Như xin dành cho bé Khả Hân. Con số 9 Như xin dành cho tiết mục của anh Trịnh Tú Trung và bé Gia Như. Số 10 Như dành cho Phạm Lịch và Bảo Ngọc. Số 11 Như dành cho Phượng Vũ và Nam Phong. Và số 12 đó là Đặng Thái Bình và Sĩ Luân. Quý vị thân mến, như vậy là team Thái Bình và Sĩ Luân đã giành chọn 3 điểm số cao nhất đến từ vị trí của ban giám khảo. 3 con 12 điểm. Xin chúc mừng bé Sĩ Luân. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử điểm lại xem là tổng điểm sau khi mà cả 3 giám khảo đều cho điểm là bao nhiêu quý vị nhé. Đội Bảo Yến, Rosie, Khánh Chi 22 điểm. Trịnh Tú Trung, Gia Như 24 điểm. Khả Hân 28 điểm. Phạm Lịch, Bảo Ngọc 29 điểm. Phượng Vũ, Nam Phong 32 điểm. Và giành giải nhất tuần Thái Bình, Sĩ Luân 36 điểm. Trước khi trao giải nhất tuần thì chúng ta hãy cùng thử điểm lại tổng số điểm sau tất cả các đêm thi từ vòng đầu cho đến ngày hôm nay của các đội tham gia quý vị nhé. Phượng Vũ, Nam Phong 241 điểm. Phạm Lịch, Bảo Ngọc 242 điểm. Thái Bình, Sĩ Luân 244 điểm. Trịnh Tú Trung, Gia Như 256 điểm. Khả Hân 274 điểm. Và dẫn đầu là Bảo Yến, Rosie, Khánh Chi với 282 điểm. Và ngay lúc này đây xin mời huấn luyện viên Thái Bình và bé Sĩ Luân sẽ lên sân khấu để nhận giải nhất tuần này. Vâng, và một tràng pháo tay thật lớn cho Thái Bình, Sĩ Luân. Sĩ Luân thân mến, chú biết là con đã mong chờ rất lâu rồi để đến ngày hôm nay. Bây giờ con sẽ chia sẻ cảm xúc cho mọi người được biết nhé. Vâng, khi mà con bấm chọn chúng chú Xuân Hinh thì con rất là cứng người. Và con hỏi cô Bình thì như thế nào thì cô Bình cũng rất là cứng người. Và khi mà con được chương trình gợi ý cho con bài Phù Thủy Sử Ma thì con lại lo thêm nữa cơ, vì là con chưa bao giờ đánh trống mà con cũng chưa bao giờ hát chèo cả. Mà con chèo tuồng, chèo tấu nữa nên là rất là khó. Con cảm ơn thầy Dũng và thầy Tuấn đã kéo nhị và đánh trống hộ con. Con cảm ơn tất cả mọi người đã trợ giúp cho tiết mục của con ạ. Quý vị thân mến, và đêm sau đã là đêm thi bán kết. Đêm thi sẽ mang tính quyết định xem top 4 sẽ tranh tài trong đêm chung kết là đội thi nào. Và trong đêm thi này, các thí sinh cũng sẽ quay trở lại với huấn luyện viên của mình. Tuy nhiên, các huấn luyện viên sẽ chỉ hỗ trợ các bé trong phần chọn bài và dàn dựng. Còn các bé sẽ phải tự tham gia một mình ở trong tuần thi sau. Và ngay bây giờ thì hãy cùng chờ xem nhân vật nào sẽ xuất hiện trong đêm bán kết sau phần bấm chọn ngay sau đây, quý vị nhé. Quý vị ơi, chiếc nút bấm thân quen đã sẵn sàng rồi. Và ở trong đêm thi sau thì các thí sinh của chúng ta sẽ thi cá nhân. Nên phần bấm chọn này chúng ta cũng sẽ bấm cá nhân. Xin mời tất cả các thí sinh ý của chúng ta sẽ tiến lại khu vực nút bấm ạ. Tuần này mình là người bấm đầu tiên thì cảm xúc con như thế nào? Ngân chú là lần đầu tiên con được đứng ở cái vị trí này. Con cảm thấy khá là run, hồi hộp. Nhưng mà mình sẽ là người biết đầu tiên nhân vật tuần sau của mình là ai, và con đã sẵn sàng chưa? Thật ra là con chưa sẵn sàng lắm, nhưng mà bấm thì vẫn phải bấm thôi. Dù là nhân vật nào thì chú tin là con sẽ làm tốt. Chuẩn bị nhá. Sẵn sàng. 3, 2, 1. Xin mời. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Cầu. Trời ơi, con ơi, khó lắm đó con. Đắp thêm mặt đó. Đắp nhiều lắm á. Đắp nhiều lắm á con, phải đắp nha. Đắp cả ký trời luôn. Trời ơi, là má giàu hả? Không sao hết con. Ở chương trình của chúng ta có những chuyên gia hóa trang rất là tài tình sẽ giúp con làm việc đó. Bây giờ mình chỉ cần về mình luyện cái phong thái rồi giọng nói, giọng hát làm sao cho giống nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu con nhé. Cảm ơn chú. Chúc con thành công. Gia Như thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bấm nút chọn. Con sẵn sàng chưa? Dạ, con sẵn sàng ạ. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Xin mời. Wow, nhóm khắc. Một nhóm nhạc nổi đinh nổi đám thời điểm của chú đó con. Con có biết ba cô của HAT không? Con đang thấy rất là bất ngờ bởi vì là nhóm này có tận 3 người nhưng mà con lại chưa tìm hiểu. Rất nhiều cách con ạ. Trong chương trình gương mặt thân quen, chuyện gì cũng có thể làm được. Hãy tự tin nha, bởi vì chú nghĩ đây là có những cái bài hát mà rất là HAT luôn, mà con chỉ cần hát bài hát đó là đã ra HAT rồi nhé. Cố gắng lên nha. Con cảm ơn chú ạ. Yeah. Hôm nay mình yểu điệu thục nữ ấy. Con có mong một cái nhân vật nào yểu điệu thục nữ như cái hình tượng con đang chọn không?
Dạ không ạ, làm yếu điệu tục nữ mệt lắm luôn á. Mệt lắm luôn á. Ok, sẵn sàng chưa con? Chuẩn bị nhá. 3, 2, 1, xin mời. Nữ ca sĩ Ngọc Ánh. À, con có biết cô Ngọc Ánh không con? Cô cũng không biết nữa, có thể là con đã nghe qua nhạc của cô rồi nhưng mà cô không biết mặt cô. Sau khi trải qua tuần này chúng nghĩ là con sẽ quen mặt với cô luôn nha. Rồi, về mình nghiên cứu, mình chuẩn bị ha con. Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi tuần này con làm rất là tốt. Hát rất là ngọt và rất giống Phương Mỹ Chi luôn. Và chú hy vọng là con sẽ tiếp tục lan tỏa cái năng lượng, cái sự giống này để chúng ta tiếp tục làm vòng sau nha. Yeah. 3, 2, 1, xin mời. Wow, nữ ca sĩ Lương Bích Hữu. Cái hai đứa cùng một nhóm. Đúng rồi đấy, cùng một nhóm á. Quay chung với nhau con. Ừ, hát chung với nhau hát đi. Hát chung với nhau. Bảo Ngọc, con có biết bài gì của cô Lương Bích Hữu không? Dạ, bài Cô Gái Trung Hoa. Cún Yêu này, rất là nhiều bài hát mà còn phù hợp với lứa tuổi của mình nữa cơ. Dạ, đúng rồi. Chắc chắn là chú tin con sẽ làm thật tốt ha. Yeah, cố lên. Cô Hòa mà không bị khản tiếng là cô Hòa chỉ con rồi đó. Nam Phong thân mến, rất là nhiều giọng ca khủng rồi. Con có muốn là đêm bán kết của ta chúng ta sẽ thể hiện tiếp một giọng ca vô cùng nội lực không? Dạ có. Nội lực tiếp đi nhờ. Rồi, bây giờ mình sẵn sàng nha. 3, 2, 1, mời con. Nghệ sĩ nhân dân Minh Gái. Hình như là nghệ sĩ nhân dân Minh Gái là một nghệ sĩ tuồng. Cô Hòa từng làm nghệ sĩ nhân dân Minh Gái em Hòa Cáo đó anh. Nghệ sĩ nhân dân Minh Gái, cô là nghệ sĩ tuồng. Cô là cực kỳ là gạo cội trong tuồng ngoài Bắc nha con. Mình cũng là người ngoài Bắc mà. Nên là nếu có thể thì mình tìm hiểu thật kỹ để làm thật tốt nha con. Cô Hòa rất chờ đợi đó. Yeah, yeah, yeah. Cuối cùng mình cũng đã nhất tuần rồi. Chú biết con vui lắm đúng không? Vâng, con rất là vui luôn ạ. Bây giờ mình sẽ lan tỏa cái niềm vui này. Mình phát tín hiệu vào vũ trụ. Làm thế nào để lựa chọn được đúng cái nhân vật mà mình hằng ao ước nha con nha. Rồi, sẵn sàng này, chuẩn bị. 3, 2, 1, xin mời. Hot Jackman. Trời ơi, đây không phải là một người dễ làm đâu nha con. Mặc dù khó nhưng nó cũng là cơ hội để cho chúng ta thể hiện được bản thân mình đúng không? Hãy làm thật tốt nha, Sĩ Luân. Vâng, cảm ơn chú ạ. Và ngay bây giờ mời Sĩ Luân đứng lại sân khấu để chúng ta thể hiện lại trích đoạn Trèo Cổ dưới sự hóa thân thánh. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, xin mời quý vị. Thầy đánh vào tay lại bảo là thánh của nhà chú Tín. Tín chủ chứ thầy. Chú Tín với Tín chủ thì không thế. Thầy nói lái thế bao giờ? Nhà Tín chủ chỉ thành nhất tầm lễ tất ra. Sao chưa lễ đã tất thế hả thầy? Bảo có bao lễ thì bày tắt dây này. Ai ăn mất đi đâu mà. Thôi thầy cúng đi cho. Răng nghe răng ngà. Răng ngà răng nhẹ. Sao mà lắm răng thế hả thầy? Xem có cái răng nào tốt tốt đi. Lấy cho mẹ đi làm chuôi dao bổ dâu.
thân mến, thời đình gương mặt thân quen đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm thi bán kết. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 trên kênh VTV3. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc.